Phải nói cảm giác này ngay từ lúc đầu, trước khi có ý định hai đứa tiến tới hôn nhân thì Thành cũng đã nghĩ tới cái cảm giác này rồi. Một cái cảm giác nó thật sự là hồi hộp, vui và hạnh phúc. Thành biết trước cái cảm giác nó sẽ là như vậy, nhưng chuẩn bị trong khoảng thời gian rất là lâu và tới hiện tại bây giờ trong thời điểm này thì sự thật nó đã diễn ra và cái cảm giác nó cũng vẫn giống như là ngay từ lúc đầu mà Thành nghĩ. Hiện tại bây giờ Thành rất là hồi hộp, rất là vui và cảm thấy rất là hạnh phúc. Và Thành xin cảm ơn tất cả các báo đài, các anh chị em nghệ sĩ cũng như tất cả các bạn bè quan khách đã tới chung vui với Thành và Diễm trong ngày trọng đại này. Thí Diễm thì đang rất là bối rối bởi vì hôm nay là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời, cũng là một cái ngày mà được rất là nhiều người đến để chung vui và chúc phúc. Thì Diễm cảm thấy mình rất là may mắn và xin cảm ơn cái tấm chân tình đó của tất cả mọi người. Diễm và Thành xin cảm ơn. Xin cảm ơn.